Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây cùng với lại anh em Đông Anh đang về với lại Đại Đồng Thạch Thất. Chúng ta đang được ở cơ ngơi của chú Trung, nhà vườn của chú Trung. Chúng ta cùng vào đây ngắm cây và giao lưu với chú. Cháu mời chú ra vườn nhỉ, chú nhỉ? Rồi anh em. Vâng. Đây chúng ta sẽ ra kênh Yêu Cây, thấy ở vườn của chú Trung có rất nhiều cái cây quý và tác phẩm quý, nên là bấm máy để chia sẻ cùng với lại quý vị và các bạn cộng đồng Yêu Cây. Trước ống kính của chúng ta đây là một cây xanh bám đá dáng huyền, được ký đá rất là nghệ thuật, đặc biệt là cái viên đá được bố trí sắp đặt từ cái vị trí dưới nền đi lên, rất đẹp, đang được đặt trong một cái bể cũng khá là đẹp. Cái này đẹp đúng không chú? Cái này đẹp. Vâng. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Đó, một vài năm nữa thì đôi năm, ba năm nữa. Cây này già đấy. Ốc vít nhiều lắm rồi. Ốc vít nổi lên rất nhiều. Huyền bay ra. Cây này có nét đẹp, đó là cái nét huyền nó dội thẳng xuống xong nó bay chảy ra. Rất đẹp. Chú ơi, chú ra đây giao lưu chưa? Chú bỏ thuốc đấy, chú ra giao lưu cộng đồng với cây xem có cây đẹp. Đây, chào mời chú ngay. Đấy. Đây chúng ta sẽ giao lưu với lại chú Trung. Chú Trung ơi, đây là lần đầu tiên cháu được biết đến chú cũng như là nhà vườn của chú. Chú có thể giới thiệu để anh em cháu được làm quen chú. Mình thì là ở Đại Đồng Thạch Thất. Mời anh em Yêu Cây trên cả nước về chơi và giao lưu cùng với anh em ở khu vực trên mình. Vâng. Rồi. Chú ơi, cây này của chú có tên chưa chú? Cháu thấy đẹp quá. Mình cũng chưa đặt tên đâu. Vâng. Thì mình cứ làm rồi. Cây này chú sở hữu lâu chưa ạ? Mình sở hữu cũng phải đến 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi, đẹp quá chú ạ. Cháu chúc mừng chú, cháu đi sẽ ngắm cây khác. Rồi, anh em ngắm cây để sau vào nước. Dạ vâng ạ. Đây là tác phẩm thứ hai của chú Trung. Có rất nhiều nét nghệ thuật đẹp. Cây này cũng là hàng chơi rồi quý vị nhé. Cây hoàn thiện. Cũng được chắc ở đây là các chú cũng mới vào đá, điểm đá vào cho nó đẹp, tạo ra một cái chân bệ khá là hợp lý và vững chắc. Đấy, cái đoạn dưới này trông cây rất là khỏe này, toàn lực, nhưng trên này thì cây chạy rất dẻo. Em sẽ đi một vòng để quý vị và các bạn nắm tác phẩm kỹ hơn. Vườn này là vườn nhiều cây quý và vườn sạch sẽ, gọn gàng, dễ ngắm. Đây chúng ta sẽ ngắm đến tác phẩm thứ ba.
cũng là một tác phẩm cây hoàn thiện rồi, nhưng chắc là chưa tên nên chưa biển quý vị. Cái phần đá đưa vào cũng rất là điệu. Đấy. Cũng có những cái khoảng xa gần tối sáng. Tuy là ký đá nhưng mà trông cái bệ đá nó rất nhẹ nhàng bay. Nhìn tổng bóng rất đẹp quý vị ạ. Đây còn bên này là hàng rất nhiều cốt quý đấy. Đây là một cốt nữa, khá sạch sẽ nhưng chú lại đấy. Anh em, các chú, các anh ở đâu Đông Anh đang đi ngắm cây. Cháu thấy chú ngắm say mê tác phẩm này thế. Cái đẹp à? Vâng, đẹp. Giả. Vâng. Người phối đá đẹp. Vâng. Cái phần đá phối cũng đẹp đúng không? Phối đá đẹp. Hợp lý. Hợp lý. Đấy. Nhìn sâu vào có những cái tay rất đẹp nha quý vị nhé. Vâng, xin chúc mừng chú Trung ở Đại Đồng Thạch Thất, một vườn cây rất là đẹp, nhiều cây quý, cây nghệ thuật và một cái khu vườn chơi rất là sạch sẽ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Cây Nhiều Cây sẽ tiếp tục cập nhật nhiều cái nhà vườn ở khu Thạch Thất này để truyền tải tới quý vị và các bạn ở các cái video tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy bấm vào like, hãy bình luận, và đặc biệt là nếu quý vị và các bạn ai chưa đăng ký, bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh Yêu Cây để tiếp tục theo dõi những hành trình của Yêu Cây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.